Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 330 của bộ truyện Tiên Hiệp dài tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện. Tiếp theo phần trước, lúc bấy giờ, trên mặt Tôn Tứ Diện Thần kia lộ ra thần sắc. Nhục thân của Thiên khẽ động đậy, đột nhiên bay thẳng lên thiên không, tương dung với thiên khung đã vỡ tan. 30 kiện bảo vật thiên đạo, đám Hỗn Nguyên Đại La Kiếm, Trượng Thiên Bộ Địa Thiên Thư, Thiên Thủy Thái Cực Ấn từ trên trời giáng xuống, oanh kích về phía Tứ Diện Thần. 30 kiện bảo vật thiên đạo này vừa mới oanh xuống, nhục thân của Thiên giống như một khối thịt lớn từ trên thiên khung rơi xuống vậy, phốc một tiếng, rơi xuống trên mặt đất, nhảy lên hai cái, sau đó không chút cử động. Càn Đô Thần Vương ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, đỉnh đầu bao cái thiên hoa biến thành 19 kiện bảo vật tiên thiên thiên đạo cũng giết về phía Tứ Diện Thần. Ngay sau đấy, Càn Đô Thần Vương há mồm thổ huyết, thân thể bay ngược về phía sau. Hắn không ngừng phù phù mà thở hổn hển: "Ta đã tận lực rồi, Thiên đừng mơ tưởng ăn tươi ta." Khối thịt do Thiên biến thành đang chậm rãi động đậy về phía của hắn, chính là muốn thừa dịp hiện tại mà thôn phệ hắn. Tứ chi Càn Đô Thần Vương vô lực, đột nhiên há miệng, dùng răng cắn xuống mặt đất, cái đầu không ngừng ủi ủi, cố gắng bò về phía trước. Mà sau lưng của hắn, Thiên cũng đang cố gắng bò tới, đuổi theo không ngừng. "Để ta ăn tươi ngươi, để ta ăn tươi ngươi, Càn Đô, ngươi đừng cháy, chúng ta dung hợp, thiên hạ vô địch." Hai người bò tới cực kỳ chậm rãi, đột nhiên trên khối thịt chợt hiện ra một chiếc miệng. "Mày đi lên kia đi." Hai người bò tới cực kỳ chậm rãi, đột nhiên trên khối thịt chợt hiện ra một cái miệng, kêu lớn với Mẫu Hoàng Đại Đế ở bên cạnh. "Mẫu Hoàng, người giúp ta ngăn cản Càn Đô, ta giúp ngươi hùng cứ thiên hạ." Toàn thân của Mẫu Hoàng Đại Đế như một đống bùn nát nằm ở dưới nơi đấy, không chút cử động, không biết còn sống hay đã chết. Thiên một trận bất đắc dĩ, chỉ đành tiếp tục bò về phía trước, đuổi theo Càn Đô Thần Vương. Mà ở sau lưng bọn họ, một cỗ ba động vô cùng khủng bố truyền tới. Tiên Thiên Quả Thụ của Lôi Trạch của thần và Phù Tăng Thần Thụ của Thần Hậu Nương Nương lần lượt đánh lên trên vô số thế giới xung quanh Tôn Tứ Diện Thần kia. Từng cái thế giới nhất thời vỡ tan thành mảnh nhỏ, khó có thể ngăn cản uy năng khôn cùng của hai đại linh căn. Cùng lúc đấy, 49 kiện bảo vật thiên đạo oanh tới, thiên hà cũng quét tới, khiến cho từng cái thế giới nhao nhao tiêu tán. Pang pang pang. Từng chiếc thiên dực cổ thuyền chấn động ngàn cặp cánh chim, nối thành một đường thẳng, xông vào tầng thế giới xung quanh Tôn Tứ Diện Thần kia, mạnh mẽ lao thẳng về phía trước. Tôn Tứ Diện Thần kia bị đánh cho đặt chân bất ổn, phun ra một ngụm máu tươi, đột nhiên phóng người bay lên, bay về phía đạo giới. Chỉ cần quay trở lại đạo giới, hắn vẫn là đạo thần, vẫn như cũ là vô địch. Hiện tại, rơi xuống cảnh giới đạo thần, hắn quả thật có chút không dám liều mạng với đám người Lôi Trạch, Thần Hậu và Trung Nhạc. Sau lưng của hắn, tầng lớp lớp không gian không ngừng đại phóng, một cái rồi lại một cái thế giới không ngừng được sinh ra. Ngay sau đấy lại yên diệt dưới công kích của đám người Trung Nhạc, nhưng hắn cách đạo giới cũng càng lúc càng gần hơn. Đạo giới mặc dù đổ nát hoang tàn, thế nhưng nguyên thần đổ nát hoang tàn cũng không đơn giản như đám người tưởng tượng vậy. Bên trong có huyền cơ khác. Chỉ cần tiến vào đạo giới, hắn vẫn như cũ cao cao tại thượng. Hắn vẫn như cũ có thể trong nháy mắt tiến vào đạo giới, mở ra một cái thế giới khác, khiến cho chính mình sẽ không rơi vào bẫy dập của đạo thần. "Ta vẫn là đạo thần." Tứ Diện Thần đại hỉ, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Đúng lúc này, một cánh cửa nguy nga vĩ ngạn chậm rãi xuất hiện, chắn ngang trước mặt của hắn. Đây chính là đạo giới chi môn. Đạo giới chi môn đột nhiên mở ra, sau đấy một cây tử trúc từ trên trời giáng xuống, tiếp theo một kiện mộ cổ cũng bay ra. "Rốt cuộc đã nhìn thấy sau lưng của ngươi rồi." Lôi Trạch của thần mãnh liệt đuổi tới, trong lòng không khỏi đại hỉ. Hiện tại Tứ Diện Thần rốt cuộc không còn là Tứ Diện Thần nữa. Phần lưng của hắn đã xuất hiện trong tầm mắt của Lôi Trạch của thần. Sở dĩ Tứ Diện Thần được gọi là Tứ Diện Thần bởi vì bất luận. Đúng lúc này, pang một tiếng,
Tiên thiên quả thụ cũng mạnh mẽ quất tới, toàn thân của tứ diện thần đều là máu, sau đó lại là phủ tang thần thụ quất xuống. Cấm khu thời không thứ 6 ầm ầm đổ nát, thân ảnh của tứ diện thần nhất thời từ trong cấm khu thời không thứ 6 vỡ nát rơi ra. Cấm khu thời không thứ 6 chỉ cần xuất hiện tại hạ giới thôi, liền sẽ xuất hiện tại 10 vạn năm trước. Nếu nó quay trở lại đạo giới, sẽ là trong đạo giới hiện tại. Thanh âm của tôn tứ diện thần kia vang vọng. Các ngươi đánh ta trở về 10 vạn năm trước, ta sẽ có thời gian 10 vạn năm tiến hành bố trí. Đợi tới lúc các ngươi về tới hiện tại, sẽ phát hiện hết thảy đều đã muộn rồi. Thân hình của hắn biến mất, không thấy đâu nữa. Từng chiếc thiên dực cổ thuyền gào thét bay tới. Trên một chiếc cổ thuyền, thiên với hình thái khối thịt đang quấn lấy hai chân của Càn Đô Thần Vương, đã bao lấy hai chân của hắn giống như một khối quái nhục đang nỗ lực nuốt chửng Càn Đô. Trung Nhạc và Phong Hữu Trung trên thuyền vội vàng tách hai người ra. Càn Đô Thần Vương phù phù thở hổn hển, dùng chân đạp khối thịt thiên đang nỗ lực một lần nữa leo lên trên người hắn ra. Xẹt xẹt xẹt. Vô số thiên dực cổ thuyền xuất hiện tại đệ nhất lục đạo giới 10 vạn năm trước. Vô số Trung Nhạc và Phong Hữu Trung đảo mắt nhìn bốn phía. Mà tôn tứ diện thần kia thì sớm đã vô tung vô ảnh. 10 vạn năm trước sao? Sao lại là 10 vạn năm trước đấy? Từng gã Trung Nhạc lộ ra thần sắc đau lòng. Toàn thân lôi trạch của thần đều là máu, nỗ lực chấn áp xuống thương thế. Hắn nói: Cấm khu thể không thứ 6 kéo chúng ta vào đạo giới. Dòng thời gian của đạo giới là hiện tại, mà cấm khu thể không thứ 6 quay trở lại hạ giới chính là 10 vạn năm trước. Người tinh thông Vũ Thanh Trụ Quang hoặc là biết được muốn làm một bước này, đối với một tôn đạo thần cũng không tính là khó khăn gì cả. Nếu phong ấn huyết mạch và nguyên rủa của ngươi đều đã giữ giải trừ rồi. Cấm khu thời không thứ 6 kéo chúng ta vào đạo giới. Dòng thời gian của đạo giới là hiện tại, mà cấm khu thời không thứ 6 là quay trở lại hạ giới chính là 10 vạn năm trước kia. Người tinh thông Vũ Thanh Trụ Quang hẳn là biết được, muốn làm một bước này đối với một tôn đạo thần cũng không tính là khó khăn gì cả. Nếu phong ấn huyết mạch và nguyên rủa của ngươi đều đã giải trừ rồi, chúng ta cũng vô lực tái chiến, không bằng quay trở về hiện tại bàn bạc kỹ hơn đi. Những thân tương lai này của ngươi hẳn là cũng sắp sửa biến mất rồi. Trung Nhạc gật đầu, thở dài một tiếng nói: Ta lo lắng không phải là cái này, ta lo lắng chính là khu luân hồi thứ 7. Bàn tay của hắn khẽ mở ra, một gốc luân hồi đằng xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Đám người nhất thời ngẩn ngơ. Thần hậu nương nương nhất thất thanh nói: Như thế nào, vẫn còn lại một gốc luân hồi đằng vậy? Không phải toàn bộ luân hồi đằng đều đã biến mất tại khu luân hồi thứ 7 rồi hay sao? Vẫn còn giữ lại một sợi bản thể. Khóe mắt Trung Nhạc nhảy lên một cái, phun ra một ngụm chọc khí nói: Sợi bản thể này là ta dùng để trợ giúp các ngươi duy trì thất đạo luân hồi, chưa kịp biến thành khu luân hồi thứ 7. Không có gốc luân hồi đằng này, không biết khu luân hồi thứ 7 của 10 vạn năm sau sẽ biến thành bộ dạng gì nữa đây. Luân hồi đằng cực kỳ thần diệu, là một gốc linh căn có thể chống đỡ thời không luân hồi. Hơn 24.000 gốc tương lai của gốc linh căn này đã bị Trung Nhạc dùng để mở ra khu luân hồi thứ 7. Nhưng còn giữ lại một gốc trong tay thân hiện tại của Trung Nhạc vẫn chưa sử dụng tới. Gốc luân hồi đằng này là bản thể của toàn bộ hơn 24.000 gốc luân hồi đằng. Gốc luân hồi đằng này vẫn chưa biến thành khu luân hồi thứ 7. Vậy khu luân hồi thứ 7 có tính là đã được sáng tạo ra rồi không đấy? Lôi trạch của thần lẩm bẩm nói: Ta cũng không biết được. Trung Nhạc lắc đầu nói: Thời hạn 3 ngày sắp tới, thân tương lai của ta sắp sửa trở lại thời gian tương lai rồi. Các vị, ta đưa các ngươi trở về hiện tại. Chúng ta chỉ sợ sẽ phải chia tay 200 năm rồi. Từng chiếc thiên dực cổ thuyền đột nhiên bị thời gian trường hà cuộn trào cuốn đi, gào thét bay đi, nhanh chóng trôi về phía tương lai. Thiên dực cổ thuyền dưới chân thân hiện tại của Trung Nhạc cũng đang điên cuồng tiến lên, không theo sự khống chế của hắn nữa. Các người sẽ trở về lại một khắc chúng ta rời khỏi kia, mà ta và Phong Sư Huynh thì sẽ lại xuất hiện tại 200 năm sau. Trung Nhạc không nhanh không chậm nói: 200 năm sau chúng ta sẽ một lần nữa gặp lại. Hôm nay bất luận lập trường, bất luận địch bán, ta đều muốn cảm ơn các vị một tiếng kìa. Hắn không người thi lễ. Càn Đô, Tương Vương và Thiên miễn cưỡng đứng dậy hoàn lễ. Mẫu Hoàng Đại Đế lại vẫn như cũ, hôn mê chưa tỉnh. Thương thế của nàng quá nặng, hiện tại vẫn chưa tỉnh lại. Thiên liếc nhìn Càn Đô Thần Vương một cái, đột nhiên mỉm cười, lên tiếng: Trong 200 năm này sẽ phát sinh rất nhiều sự tình, ví dụ như Tả Đế và đám Thần Vương viễn cổ, Thần Vương Thái Cổ đã chết trong đại chiến chư đế kia sẽ phục sinh. Ví dụ như Tiên Thiên Thiên Đạo dung hợp với Hậu Thiên Tiên Đạo.
phục khí, ngươi sẽ bỏ qua rất nhiều sự tình mỹ diệu. Sắc mặt Càn Đô Thần Vương đại biến quát lớn: Phục khí, hiện tại đã có thể xử lý hắn rồi sao? Cơ hội hiếm có này. Thiên mỉm cười nói: Ta và hắn đã ký kết khế ước hỗn độn, hắn sao dám vi phạm lời thề đấy. Lôi trạch của thần không có phát thể. Ánh mắt Càn Đô Thần Vương sáng lên nói: Mở lôi trạch đạo huynh xuất thủ, giết tên tế tự thần khốn kiếp này. Trung Nhạc lắc lắc đầu nói: Chúng ta đang ở trong thời gian quá khứ, ân oán tương lai vẫn là khoan để ý tới đi. Chư quân đều là cao thủ, ta mới tới giúp đỡ. Lần này cũng là liều mạng mới vượt qua trận ách kiếp này được. Chúng ta không chết trong tay tôn đạo thần kia, sao có thể chết trong tay chiến hữu của chính mình được. Thiên mỉm cười nói: Phục khi cao thượng. Lúc này thanh âm suy yếu của Mẫu Hoàng Đại Đế chợt vâng lên: Nếu Phục khi không giết Thiên, vậy cũng sẽ không giết ta đúng không? Nàng kịch liệt ho khan, gian nan ngồi dậy, lướt nhìn thần khí vãng sinh đã rách nát tả tơi một cái, không khỏi than thở: Ta cần chờ trở lại thánh địa vãng sinh, mượn đại đạo nơi đấy mới có thể chữa trị thần khí vãng sinh được. Lần này thua thiệt lớn rồi. Lôi trạch của thần cười hăng hắc nói: Ít nhất chúng ta vẫn sống, không phải hay sao? Đúng vậy, ít nhất vẫn còn sống kìa. Tương Vương cũng mỉm cười nói: Chúng ta chẳng những vẫn còn sống, hơn nữa còn đánh rớt cảnh giới một tôn đạo thần, đánh cho cái tên kia không thể không bỏ chạy trối chết kìa. Đám người cười ha hả, trên thuyền nhất thời vang lên từng tràng cười sảng khoái. Thời gian chậm rãi trôi qua, vô số chiếc thiên dực của thuyền không ngừng tiến lên. Một thời điểm nào đấy, Trung Nhạc đột nhiên dừng thiên dực của thuyền lại, mỉm cười nói: Ta không tiễn các vị nữa, các vị cần phải đề phòng tôn tứ diện thần kia. Bất luận Thiên hay là Mẫu Hoàng, các ngươi đều phải đề phòng hắn. Hắn là địch nhân chung của tất cả chúng ta. Thần hậu nương nương, kính xin nương nương trả phù tang thần thú lại cho Thăng Cốc. Đó không phải là đồ vật của ta. Chư quân, chúng ta 200 năm sau gặp lại. Thần hậu nương nương gật đầu, đám người nhao nhao rời thuyền. Đợi sau khi xuống khỏi thiên dực của thuyền, chỉ thấy bọn họ đã tiến vào trong tổ đình. Chính là địa phương bọn họ bước lên thiên dực của thuyền, trở về 10 vạn năm trước. Tất cả sự vật xung quanh vẫn như cũ, thậm chí ngay cả biểu tình của đám thần tướng bên cạnh cũng là đang nhìn theo bọn họ rời khỏi. Phục khí, chuyến hành trình thời gian này thật kỳ diệu, chúng ta giống như chưa từng rời khỏi bao giờ vậy. Ồ, phục khí, phục khí. Lôi trạch của thần quay đầu nhìn lại, không nhìn thấy thiên dực cổ thuyền đâu nữa, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được thiên dực cổ thuyền vẫn đang ở đây, chính là dừng lại bên cạnh bọn họ. Đối với chúng ta, Phục Khi và Phong Thiên Nhân đã là u linh tới từ tương lai rồi, là không thể nhìn thấy được. Chúng ta căn bản không thể nhìn thấy hắn ta. Thần hậu nương nương nhẹ giọng nói: Phục Khi, 200 năm sau gặp lại. Đám người Thiên, Càn Đô, Tương Vương, Mẫu Hoàng và Táng Linh nhìn về phía địa phương thiên dực cổ thuyền, hẳn là nên xuất hiện. Thiên nhẹ giọng nói: 200 năm sau, ai biết sẽ là tình hình gì đây. Phục Khi, khi đó chúng ta gặp lại. Phục Khí, 200 năm sau gặp lại. Trên thiên dực cổ thuyền, Trung Nhạc trầm mặc lặng lẽ. Phong Hữu Trung nói: Sư đệ, chúng ta cần phải đi thời không 200 năm sau. Tất cả mọi thứ ở nơi này đối với chúng ta đều là quá khứ, đều là không thể thay đổi. Chỉ có 200 năm sau mới là dòng thời gian thuộc về chúng ta kìa. Gặp lại sau vậy. Trung Nhạc vung tay lên, thiên dực cổ thuyền phá không bay đi. Chiếc thiên dực cổ thuyền này rất nhanh đã đuổi theo những chiếc thiên dực cổ thuyền khác. Vạn thuyền tệ phát, mênh mông hạo hãn. Đột nhiên, một chiếc thiên dực cổ thuyền chợt biến mất. Trung Nhạc và Phong Hữu Trung trên thuyền dần dần trở nên hư hóa, cuối cùng không còn thấy bóng dáng. Sau đó, lại thêm một chiếc thiên dực cổ thuyền cùng với Trung Nhạc và Phong Hữu Trung trên thuyền dần dần trở nên mông lung, biến mất trong thời gian trường hà. Bọn họ trong thời gian 200 năm tương lai này đều đã lần lượt theo thời gian trường hà tiến lên mà không ngừng biến mất. Cuối cùng nghênh tiếp bọn họ chính là thế giới 200 năm sau. Từng chiếc thiên dực cổ thuyền, từng gã Trung Nhạc và Phong Hữu Trung lần lượt tiêu tán, phảng phất như chưa từng tồn tại qua vậy. Dòng thời gian tiếp tục tiến về phía trước, vô số chiếc thiên dực cổ thuyền cũng đang tiến về phía trước. Trung Nhạc và Phong Hữu Trung đứng ở đầu thuyền, lẳng lặng nhìn tràng diện kỳ diệu mà sầu não từng cái chính mình lần lượt biến mất, không nói lời nào. Trong 200 năm này sẽ có rất nhiều nguy hiểm đấy. Trung Nhạc đột nhiên lên tiếng nói: Sư huynh, chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng những chúng ta này là đang ở trong thời gian quá khứ. Có lẽ chúng ta có thể khiến cho chúng ta đi làm chút chuyện cho chúng ta trong quá khứ được.
Những lời này vô cùng khó hiểu, thế nhưng Phong Hiếu Trung lại hiểu được. Hắn hiếu kỳ hỏi: "Người muốn làm chuyện gì?" "Ta không muốn lưu lại chút tiếc nuối nào cả, không muốn sau khi chúng ta tới 200 năm sau lại phát hiện những người chúng ta quan tâm đã không còn ở nhân thế. Ta không muốn 200 năm sau lại nhìn thấy tình cảnh bi thương, cho nên..." Trung Nhạc lấy ra gốc luân hồi đằng cuối cùng, nhẹ nhàng vứt lên. Gốc luân hồi đằng kia bay về phía một chiếc thiên dực cổ thuyền, rơi xuống trong tay Trung Nhạc trên chiếc thiên dực cổ thuyền kia. Trung Nhạc phất phất tay, chia tay với chính mình, sau đó nhìn thấy gã Trung Nhạc và Phong Hữu Trung kia dần dần tiêu tán, không còn tồn tại. "Người đã lưu luân hồi đằng lại tại thời điểm 80 năm trước sao?" Phong Hữu Trung nhất thời giật mình, nhìn thấy chính mình và Trung Nhạc của 80 năm trước mang theo gốc luân hồi đằng kia biến mất, có chút không hiểu nói. Phong Hữu Trung nhất thời giật mình, nhìn thấy chính mình và Trung Nhạc của 80 năm trước mang theo gốc luân hồi đằng kia biến mất, có chút không hiểu hỏi. "Ta và ngươi không tồn tại trong quá khứ 200 năm, luân hồi đằng cũng sẽ bị ném vào trong tinh không phụ cận tổ đình, biến thành vật vô chủ. Nếu bị người khác lấy được thì..." "Không, trong luân hồi đằng vẫn còn là cấn của ta kìa. Cho dù có bị người khác lấy được, tương lai ta cũng có thể đoạt lại. Gốc luân hồi đằng này có thể xuyên qua thời không? Có lẽ ta có thể mượn luân hồi đằng để hoàn thành một số sự tình." Trung Nhạc ngồi xuống, mỉm cười nói: "200 năm vô vàn biến hóa, sư huynh, chúng ta nên chuẩn bị cho 200 năm sau rồi. Ta đã giải khai phong ấn phẩm huyết, trong phẩm huyết không có bất cứ thứ gì cả, là một chuyện xấu, nhưng sao lại không phải là chuyện tốt đây? Ta chuẩn bị triệt để nghịch chuyển tiên thiên, cần biến phẩm huyết thành tiên thiên thần huyết. Sư huynh, ta có thể sẽ nghịch chuyển tiên thiên trước ngươi một bước, trở thành tôn tiên thiên thần, đầu tiên hậu thiên chứng tiên thiên ở trên thế gian này." "Trong 200 năm phục khi biến mất này, tới cùng sẽ phát sinh chuyện gì đây?" Cũng trong lúc đấy, thần hậu đương nương đi tới thánh địa Thăng Cốc bên cạnh tổ đình, cắm phổ tăng thần thụ trở lại trong hỗn độn hải. Nàng thấp giọng nói: "Ta thân là cấu thân, ngủ say 10 vạn năm, đã bỏ lỡ Phục Vân Đạo Tôn sáng lập 3000 lục đạo giới, đã bỏ lỡ đại chiến cuối cùng của thời đại địa ký, đã bỏ lỡ phục khi thần tộc phản công, đã bỏ lỡ rất nhiều người và chuyện khiến cho ta bóp cổ tay thở dài. Thời gian 200 năm không dài, thế nhưng hiện tại là thời điểm thế gian đại biến. Khu luân hồi thứ 7 đã mở ra rồi kìa." "Khu luân hồi thứ 7 mở ra sẽ mang tới bao nhiêu biến số đây? 200 năm vô vàn biến hóa, 200 năm sau người xuất hiện trở lại, biết có còn kịp nữa không đây?" Mà lúc này Lôi Trạch của thần cũng đột nhiên đi tới nói: "Ta dự định trở về thánh địa Lôi Trạch, vận chuyển thánh địa, di chuyển tộc ta tới tổ đình." Thần hậu đương nương cũng thất thanh nói: "Sao, vận chuyển thánh địa Lôi Trạch tới tổ đình sao? Người điên rồi. Nếu giờ thánh địa Lôi Trạch tới đây, không phải sẽ bị địch nhân một lưới bắt gọn hay sao?" Lôi Trạch của thần lắc lắc đầu nói: "Trước đây ta vì muốn trở thành đạo thần, kết quả đã rơi vào bẫy dập đạo thần, bản ngã ngây ngô đần độn tại đạo giới không biết gì cả, mà cỗ cấu thân này của ta cũng bị đánh lén, suốt 10 vạn năm lâm vào trạng thái nửa sống nửa chết, đã bỏ lỡ trận chiến cuối cùng của thời đại địa ký. Phục khi thế là hậu đại của ta, nhưng bởi vì ta bị đánh lén mà suýt chút nữa đã bị diệt tuyệt. Hiện tại ta đã phục sinh trở lại, sẽ không lại để cho bi kịch kia tái diễn nữa đâu. Hơn nữa, cho dù vẫn để thánh địa Lôi Trạch ở trong tử vi, lẽ nào sẽ không bị địch nhân từng cái kích phá hay sao? Người cho rằng bọn họ sẽ bỏ qua cho Lôi Trạch thị hay sao?" Thần hậu đương nương giật mình nói: "Hai thánh địa chúng ta ở trong tử vi bình an suốt 10 vạn năm, không phải là vẫn luôn luôn không bị kích phá đó sao? Có hai tôn đạo thần ở đây, bọn họ căn bản không dám dị động." "Không dám dị động sao? Vậy sao hai tộc chúng ta cơ hồ là bị tu hú chiếm tổ chức chòe? Thậm chí ngay cả tộc nhân chân chính cũng không còn lại bao nhiêu kìa. Đây gần như chính là diệt tộc rồi." Lôi Trạch của thần tiếp tục nói: "Sư muội, Hoa Tư thị các ngươi mặc dù tâm tư tinh tế, nhưng thời gian ta xuất thế dù sao cũng sớm hơn ngươi rất nhiều năm, đã gặp qua càng nhiều sự tình. Ngươi lừa gạt ta, ta lừa gạt ngươi. Trước đây chúng ta không ẩn giấu thánh địa là vì bản ngã của chúng ta là đạo thần, không cần ẩn giấu. Kẻ nào dám hạ thủ với tộc duệ của đạo thần đây? Nhưng hiện tại Lôi Trạch và hậu thổ ở trong đạo giới đã không còn ý nghĩa trước đây của chúng ta nữa rồi. Tư duy của bọn họ và tư duy của chúng ta hoàn toàn khác nhau. Về mặt bản chất, bọn họ đã không còn là chúng ta nữa. Bọn họ là đạo, không có thiện ác thị phi. Chúng ta đã không còn là đạo thần làm chỗ dựa nữa rồi."
Thánh địa Lôi Trạch và Thánh địa Hoa Tư cũng sẽ có nỗi lo bị kích phá kìa. Hắn xoay người rời khỏi, lên tiếng nói: Người không tham dự vào trận chiến địa ký bị tiêu diệt, ta cũng không tham dự vào trận chiến đấy. Nhưng trận chiến tiếp theo, ta và ngươi không nên bỏ qua. Rời Thánh địa Hoa Tư tới đây đi, là thắng hay bại, cứ tận lực mà làm. Thần hậu nương nương lâm vào suy tư một lúc lâu sau mới làm ra quyết định, lắc đầu nói: Cảnh giới đạo thần này vẫn thật sự là một cái bẫy dập, không biết khu luân hồi thứ bảy rốt cuộc như thế nào đây. Ta thật ra hẳn nên đi khu luân hồi thứ bảy nhìn một lần, không biết trong khu luân hồi thứ bảy là có cái gì. Trong lòng của nàng khẽ động, sau đầu hiện ra từng đạo quang luân do vô số tinh tú cấu thành, sau đấy nhẹ nhàng cất bước tiến về phía trước, biến mất không thấy đâu nữa. Một khắc sau, nàng đã xuất hiện trong khu luân hồi thứ bảy, chỉ thấy khu luân hồi thứ bảy bốn phương thông suốt, giống như vô số sợi dây leo to lớn khôn cùng, từng đầu thông đạo kéo dài tới các giới. Đây chính là diệu dụng của luân hồi đằng. Bất quá tự hồ có chút không đúng rồi. Thần hậu nương nương một đường tiến về phía trước, đảo mắt quan sát bốn phía, trong lòng càng lúc càng chấn kinh. Nàng đã nhìn thấy luân hồi táng khu, toàn thể luân hồi táng khu đều bị kéo vào trong khu luân hồi thứ bảy, vô số tàn hồn phiêu đãng bốn phía. Tòa thánh địa của lão kia vậy mà lại có tồn tại thần thánh đồn trú, hiện tại đã chiếm lĩnh rất nhiều tinh vực và lãnh địa của khu luân hồi thứ bảy. Trong này tự hồ ẩn giấu một tôn thần vương, không phải là táng linh thì lại là ai đây? Trong lòng của thần hậu nương nương thất kinh, đi đường vòng mà qua, nàng lại nhìn thấy thánh địa vãng sinh, vô số quân tộc đang từ trong thánh địa vãng sinh tuôn trào, bắt đầu xâm chiếm lãnh địa của khu luân hồi thứ bảy. Nếu đám quân tộc này xuất phát từ khu luân hồi thứ bảy, sẽ có thể dễ như trở bàn tay tiến vào các tộc, thôn phệ hết thảy mọi thứ rồi. Mẫu hoàng đại đế vẫn còn ẩn giấu một chiêu này, chỉ sợ tương lai sẽ có một trận nạn sâu bệnh thổi quét các nơi trong vũ trụ rồi. Thần hậu nương nương tiếp tục tiến về phía trước, đi về phía Tử Vi. Vẫn chưa đi tới Tử Vi, đã gặp từng tòa thánh địa cổ lão đang phân chia lãnh địa của khu luân hồi thứ bảy. Những thánh địa này vậy mà nối liền với nhau thành một đường, cứ cách mỗi không xa lại có một tòa. Tiên thiên thánh địa dày đặc như vậy, cho dù là ở thời đại hắc ám cũng cực kỳ hiếm thấy. Thần hậu nương nương tiến về phía trước, muốn tinh tế quan sát, liền nhìn thấy một tôn tiên thiên thần từ trong một tòa thánh địa bay ra. Nhìn thấy nàng liền không khỏi cả kinh, không dám sơ suất, vội vàng không người nói: Hóa ra là thần hậu nương nương, Nam Minh hữu lễ. Nam Minh thần vương. Ánh mắt thần hậu nương nương chấp động, cười tủm tỉm nói: Sao ngươi lại xuất hiện ở đây vậy? Đám tiên thiên thánh địa này lại là chuyện gì xảy ra vậy? Nam Minh thần vương thoáng chần chừ một chút nói: Chúng ta phụng mệnh lệnh của thiên di chuyển thánh địa của chúng chính mình tới khu luân hồi thứ bảy này. Hắn không tiếp tục nói hết, nhưng thần hậu nương nương đã sáng tỏ ý của thiên rất rõ ràng, là muốn thừa dịp khu luân hồi thứ bảy trống rỗng, thừa dịp hư mà vào, thật sớm chiếm cứ lãnh địa. Mà nhiều thánh địa như vậy đều bị thiên khống chế, nếu nhiều thần vương như vậy phục sinh, chỉ sợ khu luân hồi thứ bảy sẽ biến thành lãnh địa của thiên. Thần hậu nương nương xoay người rời đi, Nam Minh thần vương thở phào nhẹ nhõm, vội vàng thượng bẩm lên thiên: Người hắn là nên hạ thủ giết chết nàng. Trên không trung hiện ra một khuôn mặt than thở nói: Thần hậu bị thương rất nặng, thực lực hiện tại xa xa không bằng ngươi, đáng tiếc ngươi đã bỏ lỡ cơ hội này. Nam Minh thần vương vội vàng nói: Để ta lập tức đuổi theo. Không cần, thần hậu biết rõ ngươi sẽ truy kích, nhất định sẽ ẩn giấu hành tung, viễn độn mà bỏ cháy. Ngươi căn bản không tìm được nàng đâu. Hiện tại khu luân hồi thứ bảy đã mở ra rồi, những thần vương quá khứ như thần hậu bậc này đã được định trước sẽ bị đào thải. Tương lai mới hãy tranh cao thấp một chút với nàng ta đi. Thần hậu nương nương tiếp tục tiến về phía trước, lại nhìn thấy một cây thần thụ cổ lão phiêu phủ trong khu luân hồi thứ bảy, trong lòng đại chấn. Đại tư mệnh. Nàng tinh tế quan sát cây sinh mệnh cổ thụ nguy nga hùng vĩ kia, chỉ thấy từng tòa thánh địa to lớn dừng ở dưới tán cây sinh mệnh cổ thụ. Vô số sợi rễ to lớn của sinh mệnh cổ thụ kéo dài như núi như rồng, xuyên qua đám thánh địa kia, sắc mặt thần hậu nương nương không khỏi đại biến. Đám thánh địa này không phải là thánh địa của những thần vương dưới chứng thiên kia, mà là những thánh địa đã bị phá hư, là thánh địa của những tiên thiên thần vương đã chết trong trận chiến đại tư mệnh khai thiên kia. Đại tư mệnh rút cuộc là muốn làm cái gì đấy? Tâm thần của nàng chấn động bất an, đang định đi vòng qua, đột nhiên nhìn thấy khởi nguyên thần vương từ dưới cây đi ra, khom người nói: Hậu thổ đạo hữu. Ồ, khởi nguyên đạo huynh.
Thần hậu nương nương chắp tay hoàn lễ nói: "Đạo huynh cản đường của ta là có chuyện gì vậy?" Khởi Nguyên Thần Vương cười ha hả nói: "Đạo hữu có nhìn thấy những thánh địa dưới sinh mệnh của thụ này không?" "Ta đã nhìn thấy." Sắc mặt thần hậu nương nương bất biến, cười tủm tỉm nói: "Vậy có chuyện gì sao?" Ánh mắt của Khởi Nguyên Thần Vương trở nên nóng bỏng nói: "Đại tư mệnh thần thông vô biên, mong muốn phục sinh những đạo hữu đã tử nạn trong chấn tiên phủ kia. Những đạo hữu này đã hồn phi phách tán, ý thức cũng đã bị ma diệt. Trước đây đại tư mệnh không thể phục sinh bọn họ, nhưng hiện tại khu luân hồi thứ bảy đã được mở ra, đã khiến cho những đạo hữu này có khả năng phục sinh được. Chỉ cần đại tư mệnh giúp bọn họ ngưng tụ lại đại đạo đã tán loạn, chữa trị lại những thánh địa này, ban thưởng cho bọn họ sinh mệnh, bọn họ sẽ từ trong tử vong tỉnh lại, vẫn như cũ đi theo đại tư mệnh. Sinh linh hậu thổ gọi thời đại của chúng ta là thời đại hắc ám, nhưng đối với chúng ta, cái thời đại kia chính là thời đại hoàng kim." Ánh mắt của hắn càng lúc càng nóng bỏng, hấp tấp nói: "Hậu thổ đạo hữu, trước đây ngươi đi theo đại tư mệnh, hiện tại đại tư mệnh đã sắp sửa thành tựu bá nghiệp, khôi phục lại vinh quang của cổ thần ta rồi. Đạo hữu trở lại bên cạnh đại tư mệnh đi thôi." Thần hậu nương nương cười khanh khách nói: "Khởi Nguyên đạo huynh, trước đây ta niên kỷ còn nhỏ, chỉ biết đi theo đại tư mệnh. Hiện tại ta đã trưởng thành rồi, đã có được chủ kiến của chính mình rồi. Cố sự trước đây đừng nhắc lại nữa. Hơn nữa hiện tại ta là thần hậu, cũng không phải là hậu thổ." Khởi Nguyên Thần Vương hừ lạnh một tiếng, đang định nói gì, đột nhiên thanh âm của đại tư mệnh vang lên chậm rãi nói: "Khởi Nguyên, không cần nhiều lời, hậu thổ đạo hữu xin mời." Thần hậu nương nương nhẹ nhàng khom người, dọc theo khu luân hồi thứ bảy mà đi về phía tử vi. Khởi Nguyên Thần Vương lộ ra thần sắc nghi hoặc nói: "Đại tư mệnh." Thanh âm của đại tư mệnh truyền tới: "Trước mắt ta vẫn đang kết minh với Phục Hy, không tiện gây ra thêm rắc rối gì cả. Hiện tại khu luân hồi thứ bảy quan trọng hơn, phục sinh những đạo hữu kia lại càng quan trọng hơn kìa." Khởi Nguyên Thần Vương xưng vâng, nghi hoặc hỏi: "Sao đại tư mệnh lại xem trọng gã sinh linh hậu thiên này như vậy vậy? Hắn dù sao cũng chỉ là sinh linh hậu thiên, sao có thể sánh ngang với tiên thiên thần ma chúng ta được đây?" Đại tư mệnh không nhanh không chậm nói: "Khu luân hồi thứ bảy chính là do hắn mở ra. Hiện tại người vẫn còn khinh thường sinh linh hậu thiên nữa hay sao? Sinh linh hậu thiên đã chiếm cứ chính thống của vũ trụ này 200 vạn năm, vẫn luôn trấn áp tiên thiên thần ma, đủ thấy vi lực của bọn họ rồi." Khởi Nguyên Thần Vương nói: "Nhưng đại tư mệnh, đám người Hoa Tư, Lôi Trạch vẫn luôn đối nghịch với ngươi. Hiện tại ngay cả hậu thổ cũng đã đầu phục bọn họ, không thể không xét lại." Đại tư mệnh lặng yên không đáp, Khởi Nguyên Thần Vương chỉ đành áp chế xuống. Thần hậu nương nương một đường đi tới tử vi, chỉ thấy vô số đại quân thần ma đang lúc hỗn chiến chém giết. Một kiện thiên luân thật lớn nghiền ép qua, nghiền nát không biết bao nhiêu thần ma. Kiện trọng khí của thời đại địa kỳ này ở trong khu luân hồi thứ bảy lại càng cường đại hơn, đánh đâu thắng đấy, giết cho đại quân thiên đình người ngã ngựa đổ. Cho dù là hơn 10 vị chư đế thượng cổ liên thủ cũng không thể chống lại. Thần hậu nương nương tiến về phía trước, ở trong lều lớn trung quân đã tìm thấy Mặc Ẩn đang chủ trưởng đại cục. Nàng lên tiếng hỏi: "Chủ công nhà ngươi ở đâu rồi?" "Ồ, nương nương muốn nói là thân quá khứ của chủ công hay sao?" Mặc Ẩn không dám sơ suất, vội vàng khởi động một cây đồ đằng thần trụ thông chi cho Cổ Nhạc. Cũng không lâu lắm, Cổ Nhạc đi tới, y phục toàn thân đẫm máu, cũng không phải là máu của hắn, không biết đã giết chết bao nhiêu địch nhân. Thần hậu nương nương hỏi: "Hiện tại người có thể liên lạc với bản thể hay không?" Cổ Nhạc lắc đầu nói: "Không thể liên lạc được, bản thể của ta đang ở 200 năm sau, hắn đã xuyên qua thời gian 200 năm rồi." Thần hậu nương nương không khỏi than thở: 200 năm chỉ bằng một mình ngươi một cốt chẳng chống vững được nhà, ngươi nhất định là phải cẩn thận. Hiện tại tình huống dần dần sáng tỏ, địch nhân chân chính cũng sắp sửa lộ mặt rồi." Cổ Nhạc gật đầu mỉm cười nói: "Chỉ cần bản ngã không chết, sinh tử của ta không quan trọng." Thần hậu nương nương đi ra ngoài, lắc đầu nói: "Nếu ngươi chết rồi, ai sẽ chưởng khống tổ đình đây? Theo như ta thấy, tất sẽ có cường giả tới giết ngươi. Ngươi chết rồi, tổ đình vô chủ, không ai điều khiển, bọn họ sẽ có thể nhân cơ hội mà công phá tổ đình. Ngươi hắn là nên lập tức trở về tổ đình chủ trưởng đại cục." Mạc Ẩn vội vàng nói: "Chủ công, tổ đình quan trọng hơn, vì đại sự chủ công hẳn là lập tức trở lại tổ đình. Nơi này cứ giao lại cho ta và tư mệnh chủ mẫu là được rồi." Cổ Nhạc thoáng chần chừ gật đầu nói: "Để ta đi gặp tư mệnh một chuyến, sau đó lập tức trở lại tổ đình."
thần hậu nương nương một đường theo khu luân hồi thứ 7 trở lại thánh địa Hoa Tư, lúc này mới hiện lộ tung tích, nàng than thở. Khu luân hồi thứ 7 vừa mới mở ra, hết thảy bố trí của các tộc, các thánh địa đều trở thành gà đất chó cảnh cả, không chịu nổi một kích kia, không ngăn được địch nhân. Thánh địa Hoa Tư nhất định phải rời tới tổ đình rồi, chỉ có tổ đình là còn có thể ngăn cản được khu luân hồi thứ 7 xâm nhập thôi. Trong vũ trụ của lão, Mục Tiên Thiên hạ lệnh để cho Tiên Thiên Thần Đế và Ma Đế chỉnh đốn đại quân thần ma các tộc của vũ trụ cổ lão, dự định xâm nhập khu luân hồi thứ 7. Đột nhiên Táng Đế chợt tới gặp hắn, mỉm cười nói: "Bệ hạ, ta phụng mệnh của chủ công nhà ta tới nói cho bệ hạ biết, hiện tại bệ hạ cần phải làm gì?" Mục Tiên Thiên có chút không vui, đường đường một vị thiên đế, vậy mà phải bị người khác nói cho biết cần phải làm gì, thật sự là vô cùng nhục nhã. Bất quá, nàng biết được vị tồn tại sau lưng Táng Đế kia, lai lịch của vị tồn tại này cổ lão mà đáng sợ, chính là tồn tại cấp đạo thần. Càng huống chi lần trước nàng có thể hàng phục thần ma nhị đế, hoàn toàn là dựa vào thần thông nhất niệm vạn giới sinh của vị tồn tại kia. "Xin kính cẩn lắng nghe." Mục Tiên Thiên mỉm cười nói. Táng Đế lên tiếng: "Bệ hạ, chủ công nhà ta nói hiện tại Phục Kỳ đã dùng 200 năm tương lai của chính mình cho việc mở ra khu luân hồi thứ 7. Trong thời gian 200 năm này hắn sẽ không lại xuất hiện, mãi 200 năm sau mới sẽ xuất hiện trở lại kìa." Sắc mặt của Mục Tiên Thiên khẽ động, vừa mừng vừa sợ, khó nén thần sắc kích động, cười khanh khách nói: "Ta còn đang thắc mắc vì sao khu luân hồi thứ 7 đột nhiên mở ra như vậy, khiến cho chấm ngay cả cơ hội chuẩn bị cũng không có. Hóa ra là do hắn mở ra, tạp nhân phản cốt sẽ biến mất 200 năm sau. Đây chính là cơ hội tốt của chấm rồi." Nàng đứng dậy, đi tới đi lui, mỉm cười nói: "Chấm vẫn luôn kiêng kỵ tạp nhân phản cốt, thậm chí có chút sợ hắn. Thật là quái gì. Hiện tại hắn đã bị nhốt trong dòng thời gian 200 năm. Đây chính là cơ hội cực tốt để chấm nhất cử bình định vũ trụ của lão đây, thôn tính càn khôn. Đã không còn hắn nữa, tổ đình của Phục Khi Thị trong nháy mắt sẽ có thể công phá được rồi." Táng Đế mỉm cười nói: "Bệ hạ, Phục Khi vẫn còn thân quá khứ, có thể tiến hành thao túng tổ đình, khống chế đại nhất sát trận của tổ đình. Bởi vậy, bệ hạ muốn nhất thống thiên hạ, cần phải trừ đi thân quá khứ của hắn ta kìa." Mục Tiên Thiên có chút chần chừ nói: "Thần quá khứ của hắn cấu kết với một nữ Phục Khi khác, à phản tặc kia có được lục đạo thiên luân, thiên hạ rộng lớn bất kỳ địa phương nào cũng có thể đi được. Nếu như nữ Phục Khi kia thông qua lục đạo thiên luân quay trở về tổ đình, không dễ ngăn cản. Hiện tại bọn họ đều ở trong khu luân hồi thứ 7 chiến đấu với chân thân ma đạo của ta. Lần này chấm triệu tập thần ma các tộc chính là muốn nhất cử công phá khu luân hồi thứ 7, kéo nơi đó vào trong bản đồ của đế triều. Diệt trừ Phục Khi, tiêu diệt loạn đảng mới là chính sự." Táng Đế nói: "Ý của chủ công là trước tiêu diệt thân quá khứ của Phục Khi, thôn tính tổ đình, nhất thống tử vi, vũ trụ của lão và lục đạo giới, hoàn thành hành động vĩ đại này. Công tích của bệ hạ đã sánh ngang với công tích của đám thiên hoàng đế trong lịch sử kia rồi. Còn về phần khu luân hồi thứ 7, liên lụy tới thiên và đại tư mệnh, trước mắt bệ hạ vẫn chưa thích hợp đặt chân vào, không bằng trước hết để cho thiên và đại tư mệnh đấu với nhau một trận đã kìa." Trong lòng Mục Tiên Thiên kẽ động hỏi: "Vậy phải làm sao tiêu diệt thân quá khứ của Phục Khi đấy?" Thân quá khứ của hắn mặc dù không bằng được bản thể, thế nhưng thực lực cũng không phải tầm thường. Hơn nữa quỷ kế đa đoan, rất khó mà diệt trừ. Cộng thêm lục đạo thiên lân của nữ Phục Khi kia lại càng không thể phục kích được. Táng Đế mỉm cười nói: "Cái này phải xem bệ hạ không tiếc hy sinh bao nhiêu thần tử rồi." Lúc này trong khu luân hồi thứ 7, chiến trường phụ cận Tử Vi Đế Tinh, đại quân của Cổ Nhạc và Tư Mệnh đang giằng co với đại quân Thiên Đình, chân thân ma đạo của Mục Tiên Thiên xuất lĩnh. Đại quân Thiên Đình chiếm ưu thế nhân số, nhưng có Mặc Ẩn điều động trấn chiến trận, cộng thêm lục đạo thiên luân của Tư Mệnh đủ để ngăn cản đại quân Thiên Đình không ngừng tầm ăn dỗi, khiến cho đại quân Thiên Đình càng cảm thấy khó giải quyết. Cổ Nhạc hội hợp với Tư Mệnh kể lại cho nàng nghe tao ngộ của chính mình, cuối cùng nói: "Bản ngã ta đã biến mất 200 năm, 200 năm sau một lần nữa xuất hiện chính là tiên thiên thần ma. 200 năm này chính là nguy hiểm nhất rồi. Ta cần phải trở lại tổ đình chủ trưởng đại quốc." Tư Mệnh giá ngự lục đạo thiên luân tiếp dẫn hắn vào trong lục đạo thiên luân. Nàng nói: "Để ta đưa ngươi về tổ đình." Nàng khẽ ồ lên một tiếng, chỉ thấy trong địch doanh đối diện, chân thân ma đạo của Mục Tiên Thiên ngự giá thân trinh, xuất lấy một chi đại quân giết tới. Ở bên cạnh chỉ có hai vị đại đế thượng cổ. Chân thân ma đạo của Mục Tiên Thiên hữu dũng vô mưu, quá mức cương liệt, sơ suất mưu kế
không ngờ lại đích thân xuất chiến, thật là tự tìm cái chết mà. Đây chính là cơ hội cực tốt diệt trừ hắn. Ánh mắt của Tư Mệnh và Cổ Nhạc nhất thể sáng lên, liếc nhìn nhau một cái. Cổ Nhạc nói: "Trước giết chết Mục Tiên Thiên, rồi lại trở về Tổ Đình cũng không trễ." Tư Mệnh gật đầu nói: "Cơ hội hiếm có đấy." Đột nhiên Mạc Ẩn chợt hạ lệnh lập tức triệt binh. Hai người nhất tề ngẩn ra. Cổ Nhạc nói: "Bản ngã ta không có ở đây, trí tuệ của ta không bằng Mạc Ẩn, vẫn là nghe quân lệnh rút quân của Mạc Ẩn đi." Tư Mệnh chỉ đành từ bỏ ý niệm giết chết Mục Tiên Thiên, hạ lệnh triệt binh. Chân thân ma đạo của Mục Tiên Thiên dẫn người đuổi theo truy sát, song phương hỗn chiến một trận. Mạc Ẩn điều binh khiển tướng, tiến thối trật tự, cũng không hao tổn bao nhiêu binh mã. Bất quá đại quân Thiên Đình gắt gao cắn chặt không buông, rất có xu thế liều chết đánh một trận công phá đại doanh. Mục Tiên Thiên tiến công mãnh liệt như vậy, lệnh cho chư tướng mạnh mẽ công kích bất kể thương vong, cho dù có thắng được chúng ta, bọn họ cũng phải chết sạch. Sao hắn lại không khôn ngoan như vậy? Mạc Ẩn cũng có chút nghi hoặc, điều binh phân ra 8 cánh, dùng đại trận thần ma bắt rực, không ngừng gặm nhấm hai cánh đại quân Mục Tiên Thiên vừa đánh vừa lui. Mạc Tiên Sinh, Mục Tiên Thiên tấn công hung mãnh như vậy, nếu như chúng ta rời đi, đại quân chắc chắn sẽ bị công phá. Cổ Nhạc nói: "Kế sách hiện tại chỉ có chúng ta lưu lại kháng trụ đại quân của Mục Tiên Thiên, bức cho hắn không thể không lui." Mạc Ẩn gật đầu. Nếu như Cổ Nhạc và Đại Tư Mệnh đều rời đi, hai thống soái duy nhất trong đại quân biến mất, quân tâm thất loạn, hơn nữa không có thống soái ngăn cản đám đại đế thượng cổ và Mục Tiên Thiên, đại quân tất nhiên sẽ bị Mục Tiên Thiên công phá. Bất quá trong lòng của hắn mơ hồ có chút bất an, cử động dùng thân mạo hiểm bất kể thương vong của Mục Tiên Thiên khiến cho hắn có chút hoài nghi. "Ta hoài nghi Mục Tiên Thiên là muốn quân lấy chúng ta kìa. Cho dù hai vị thống soái đều có mặt ở đây, hắn vẫn như cũ tiến công mạnh mẽ không lùi. Mục đích chân chính của hắn vẫn là chủ công. Chủ công vừa chết sẽ khiến cho Tổ Đình ta trống rỗng tan rã, không có người chủ trưởng đại cục." Ánh mắt Mạc Ẩn chớp động nói: "Bởi vậy Tư Mệnh chủ mẫu có thể lưu lại, thế nhưng chủ công thì phải nhanh chóng trở về Tổ Đình. Ta lập tức thông chi cho Vân Sư Huynh để hắn mời Táng Linh Thần Vương tiến vào khu luân hồi thứ 7 tiếp ứng chúng ta." Cổ Nhạc nhíu mày nói: "Ta trở về lần này tất nhiên sẽ tăng ngộ chặn giết, đoạn đường này cần phải đi thời gian gần 3 năm mới có thể trở về Tổ Đình. Hung hiểm trên đường đi là có thể dự liệu, chỉ sợ Táng Linh cũng rất không bảo vệ được ta chu toàn được đâu. Hơn nữa sau khi ta rời đi, Tư Mệnh một cột chẳng chống giữ được nhà. Ta lưu lại giết lui Mục Tiên Thiên, sau đó mới để cho Tư Mệnh đưa ta rời khỏi, đây mới là con đường tốt nhất kìa." Mạc Ẩn khẽ cắn răng một cái. Nếu Cổ Nhạc rời khỏi, quả thật có khả năng toàn quân bị diệt. Nhưng nếu Cổ Nhạc không đi, thật sự bị luân hãm tại đây, đó mới là hoàn toàn không có bất kỳ đường sống nào. Hắn lập tức lấy ra đồ đằng thần trụ, liên lạc với Vân Quyển Thư, báo cho Vân Quyển Thư biết việc này. Vân Quyển Thư sai người mời Thiên Ti Nương Nương tới suy tính nhân quả một phen, một lúc lâu sau mới hồi âm nói: "Nhân quả hỗn loạn, có cường giả muốn tính mạng của chủ công. Đã hỗn loạn nhân quả, ngay cả Thiên Ti cũng tính không ra được. Bất quá nếu chủ công rời khỏi, biến số trên đường đi quả thật quá nhiều, không phải là con đường tốt nhất. Ta sẽ lệnh cho Táng Linh xuất lĩnh một chi đại quân chạy tới khu luân hồi thứ 7 chi viện. Chủ công và chủ mẫu lưu lại quyết chiến với Mục Tiên Thiên, hai bút cùng vẽ, phần thắng sẽ nhiều hơn một chút kìa." Mạc Ẩn xưng vâng. Vân Quyển Thư lại nói: "Khí vận của chủ công như thế nào?" Mạc Ẩn quay sang quan sát Cổ Nhạc một hồi, lên tiếng: "Khí vận của chủ công hưng vượng, ngũ thải hoa cái, có khí thế đế hoàng, không giống tướng hiệu mạnh." Vân Quyển Thư khẽ nhíu mày, cắt đứt đồ đằng thần trụ, liên hệ lập tức mời Táng Linh Thần Vương tới, lệnh cho hắn xuất lĩnh đám Tiên Thiên cấm quân nhân tộc, bọn Xích Tùng, Hỏa Nhung chạy tới khu luân hồi thứ 7. Đây là một chi đại quân cực kỳ tinh nhuệ, là tinh binh do một tay Trung Nhạc mài giũa, theo hắn nam chinh bắc chiến, có thể nói là một chi đại quân thần ma cường đại nhất trong Tổ Đình. Vân Quyển Thư lại mời Kim Ô Thần Đế tới, để cho Kim Ô Thần Đế một đường đi theo, sau đó lại đi tìm Càn Đô Thần Vương, mời Thiên Cơ Thần Vương và Thiên Huyền Thần Vương tới, để cho hai tôn thần vương cùng đồng thời đi theo trong quân. Thiên Ti Nương Nương nhìn thấy sắc mặt hắn ngưng trọng, lên tiếng hỏi: "Phu quân xử lý mọi chuyện vô cùng thỏa đáng như vậy, cho dù là chân thân chủ công ở đây cũng sẽ xử lý như vậy thôi, sao phu quân vẫn chưa yên tâm vậy?" Vân Quyển Thư nói: "Người tính không ra được cái gì, chính là có một vị tồn tại cường đại đã hỗn loạn nhân quả, mà ta cũng tính không ra được cái gì. Cái này lại càng đáng sợ hơn, là có kẻ đã hỗn loạn lục đạo.
mà Mạc Ấn nhìn thấy khí vận của chủ công Hưng Vượng ngũ thải hoa cái, hắn tất nhiên cũng đã bị hỗn loạn khí vận, tính không ra được cái gì cả. Vị tồn tại này có thể mê muội được tam đại thiên thư thật sự là rất cao. Lần này chủ công tất có đại kiếp nán, khó thoát tử nán. Thiên Ti nương nương nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, thất thanh nói: vậy phải làm sao cho phải đây? Thần quá khứ của chủ công cũng không mở ra trí tuệ luân, trí tuệ xa xa không bằng bản thể, không thể ứng phó tình huống mượt mà quán thông được, khó thoát khỏi kiếp nạn này. Nếu hắn có bất chắc gì, chỉ sợ tổ đình. Vân Quyển Thư lại tới khởi đồ đằng thần trụ, lần này là liên lạc với Cổ Nhạc, cũng không liên lạc với Mạc Ẩn, cẩn thận trao đổi lại một phen. Cổ Nhạc rất nhanh hồi âm nói: ta đã minh bạch rồi. Vân Quyển Thư thở phào nhẹ nhõm, cắt đứt liên hệ, toàn thân giống như là thoát lực, đưa tay lau mồ hôi lạnh ở trên trán. Hắn nói: cũng may chủ công thánh minh, không hỉ nộ vô thường như Mục Tiên Thiên. Thiên Ti nương nương nghi hoặc hỏi: người đã nói gì với chủ công vậy? Vân Quyển Thư mỉm cười nói: ta nói chủ công có thể chết, thế nhưng tổ đình không thể mất được. Thiên Ti nương nương nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, đang định tra hỏi rõ ràng, nhưng Vân Quyển Thư lại vùi đầu vào xử lý chính vụ, không chút để ý tới chiến sự tiền tuyến, nàng chưa đành không tiếp tục tra hỏi nữa. Trong khu luân hồi thứ 7, một mảnh huyết chiến ngập trời, đại quân Thiên Đình và đại quân của Cổ Nhạc và Tư Mệnh liều mạng chém giết suốt mấy tháng trời, song phương giết tới máu chảy thành biển, vô số thi thể thần ma chồng chất thành từng khỏa tinh cầu. Tàn hồn tàn linh của các thần ma không ngừng từ trong chiến trường bay ra, bị luân hồi táng khu dẫn dắt tới, thậm chí cũng không thiếu đại đế thượng cổ táng thân trong hỗn chiến. Chỉ ngắn ngủi trong mấy tháng trời, đã có ước vạn thần ma táng thân trên sa trường. Luân hồi táng khu đạt được tàn hồn tàn linh của đám thần ma này khi diễm đằng đằng, cực kỳ sáng ngời. Quân lực song phương đều bị đánh cho tàn phế, nhưng vẫn như cũ tử chiến không lùi. Cho dù là chân thân ma đạo của Mục Tiên Thiên lúc này cũng thân bị trọng thương, vẫn như cũ chém giết kịch liệt không ngừng. Mạc Ẩn cũng là dốc hết khả năng, dốc tận toàn bộ trí tuệ điều động chiến trận, tử chiến tử thủ. Đại quân thần ma song phương đều đã mệt mỏi tới tình trạng kiệt sức, vô lực mà tái chiến. Thần ma mệt chết trên chiến trường cũng càng lúc càng nhiều. Tiếp tục tấn công. Mục Tiên Thiên một lần nữa hạ lệnh, đại quân thần ma uể oải tới cực điểm, tiếp tục bị xua đi công kích về phía thần thành. Cổ Nhạc và Tư Mệnh thân bị trọng thương trên dưới 100 chỗ, đột nhiên lĩnh quân từ trong thành giết ra. Song phương một lần nữa va chạm, phát sinh một trận ác chiến. Bọn họ cũng không còn khí lực tiếp tục tái chiến, nhưng binh vây khốn bốn phía, không thể không chiến đấu. Trước giết chết Mục Tiên Thiên. Tư Mệnh dốc hết khả năng thôi động lục đạo thiên luân, nghiền nát đại quân xông thẳng về phía Mục Tiên Thiên. Cổ Nhạc xuất lĩnh binh mã bám theo sát phía sau nàng, một đường thế như trẻ tre. Song phương lại phát sinh huyết chiến ngập trời. Mấy vị đại đế thượng cổ còn lại vần quanh Mục Tiên Thiên đều bị bức lui, chỉ còn lại có một mình Mục Tiên Thiên. Trong lòng Tư Mệnh và Cổ Nhạc nhất thời đại hỉ, Tư Mệnh thôi động lục đạo thiên luân, bỗng nhiên cắt vào biết cảnh nguyên thần của Mục Tiên Thiên, trắng trợn mà phá hư. Mục Tiên Thiên đối với nàng xâm nhập căn bản là chẳng quan tâm. Trong nhục thể đột nhiên bộc phát ra lực lượng ma đạo không gì sánh nổi, thế như cuồng long cuồn cuộn xông thẳng về phía Cổ Nhạc. Thừa tướng, ta dùng mạng của ta đổi lấy tính mạng của ngươi vậy. Răng rắc một tiếng, lục đạo thiên luân từ sau cái hắn xoay tròn cắt ra, khiến cho nhục thân hắn bắt đầu sụp đổ tan rã. Mà Mục Tiên Thiên vẫn như cũ chẳng chút quan tâm, tiếp tục ra sức công kích về phía Trung Nhạc. Cùng lúc đấy, đám đại đế thượng cổ đã bị bức lui kia đột nhiên nhao nhao vây giết tới ngăn cản Tư Mệnh. Động tác của Cổ Nhạc và Mục Tiên Thiên cực kỳ mau lẹ, nhanh như thiểm điện giao phong mấy trăm chiêu, đột nhiên đồng thời dừng lại, đứng thẳng bất động ở trên chiến trường. Thân thể Mục Tiên Thiên thoáng lay động một cái, từ từ ngã xuống, rồi mỉm cười nói: thừa tướng, ta sẽ phục sinh, mà ngươi lại sẽ không. Mới vừa dứt lời, nàng liền khí tuyệt mà bỏ mình. Thân thể Cổ Nhạc, đầu người thân rắn cuộn tròn ở nơi đấy, trong tay cầm theo thần đao do Tiên Thiên dịch tạo biến thành, nhục thân đột nhiên đại chấn, trong cơ thể truyền ra thanh âm nổ vang ầm ầm đùng đùng. Tư Mệnh dốc tận toàn lực khí lực đánh lui mấy vị đại đế thượng cổ kia, giết về phía trước. Vừa mới chạy tới bên cạnh hắn, Cổ Nhạc đã giơ đao lên cắt cái đầu của chính mình xuống, một tay cầm đao, một tay cầm đầu đưa vào trong tay Tư Mệnh. Mang theo dịch đạo của ta, trưởng khống tổ đình, mang theo cái đầu của ta đi gặp Mẫu Hoàng Đại Đế, nhanh. Thân thể không đầu của hắn chậm rãi ngã xuống, cái đầu kia cũng nhắm mắt lại, yếu ớt nói: tổ đình giao cho ngươi.
Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 330 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.